Báo cáo với các bác, hôm nay là mùng 5 tháng 6 2020. Chim cú gáy hay đi xuống trang trại thì có kiếm được một em cuốc đang tầm đắp lông vai. Đấy. Giống này thì cái đàn này thì trước mình thấy là nó gần như là rất là thuần. Luẩn quẩn quanh người như gà luôn. Đàn là 5 con thì mình cũng gọi là may mắn là cũng là vồ được một em. Đấy. Bác nào mà thích cuốc alo luôn cho em 0335305982.